Thưa quý vị và bà con, tại Tây Nguyên, khu vực phong phú về chủng loại động vật quý hiếm đã trở thành một trong những điểm nóng về săn bắt và buôn bán trái phép động vật hoang dã. Vườn quốc gia Gióc Đôn, khu rừng nguyên sinh lớn nhất nước, nơi có hệ động vật, thực vật trên 1.200 loài, trong đó nhiều loài đặc hữu, nguy cấp, quý hiếm, cũng trong tình trạng thường xuyên bị đe dọa vì nạn săn bắt trộm. Lực lượng kiểm lâm tại đây liên tục phát hiện những chiếc bẫy thú nguy hiểm trong những chuyến tuần tra. Một chiếc bẫy lò xo được phát hiện trong khu rừng khộp. May mắn là không có con vật nào bị dính bẫy. Hồ nước, sông suối là những nơi thường xuất hiện bẫy vì người dân đặt bẫy dựa vào thói quen di chuyển đi uống nước của thú rừng. Cái bẫy này thì tất cả các loại thú mong guốc, ví dụ như là heo rừng, rồi là mang và những cái loại như là bò rừng. Cũng có một số anh em đi là đạp vào cái bẫy, đập vào cái đầu gối, đầu sống chân đấy. Hàng nghìn chiếc bẫy được phát hiện trong vườn quốc gia Gióc Đôn chỉ trong thời gian ngắn. Chúng được đặt theo từng cụm, ngụy trang tinh vi dưới đất, phía trên phủ lớp lá khô. Heo rừng, chồn, mang hay khỉ khó mà thoát khỏi những chiếc bẫy dây, bẫy kẹp, bẫy cạp được đặt ở khắp nơi. Xung quanh cái khu vực vườn là dân cư là đóng là rất là nhiều, và phong tục tập quán của họ là vẫn sống là vẫn phụ thuộc vào rừng, như là săn bắn bẫy bắt cũng như là hái lượm các cái sản phẩm ở trong rừng là vẫn còn, nên cái áp lực vào vườn quốc gia Gióc Đôn. Để bảo vệ các loài động vật quý hiếm, vườn quốc gia Gióc Đôn còn triển khai đặt máy bẫy ảnh để thu được hình ảnh, video các loài động vật và cả mối đe dọa đối với chúng. Các loài bẫy thú rừng được bày bán tràn lan công khai trên mạng xã hội. Nhiều người dân sống quanh rừng còn thiếu nhận thức đã trực tiếp thực hiện hành vi bẫy thú, sau đó bán cho các đối tượng chuyên kinh doanh động vật hoang dã và những sản phẩm từ động vật hoang dã như ngà voi, mật gấu vì lợi nhuận khủng.